thế giới không được bỏ rơi phụ nữ Afghanistan. Đó là lời kêu gọi của nữ giảng viên đại học này sau khi chính quyền Taliban cấm phụ nữ học đại học và làm việc cho các nhóm viện trợ nhân đạo. Cô Bakshi có bằng cấp về khoa học chính trị và luật và từng giảng dạy tại hai trường đại học tư thục. Cô cho biết hiện phụ nữ không có chỗ đứng trong xã hội Afghanistan. Tôi rất bức xúc vì theo sắc lệnh mới của Taliban, phụ nữ không thể tiếp tục các nhiệm vụ và hoạt động của họ như một phần của xã hội. Và tình trạng này khiến phụ nữ không có chỗ đứng ở xã hội Afghanistan, thật đáng thất vọng. Những hạn chế của Taliban đối với phụ nữ đã khiến cộng đồng quốc tế lên án. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi đảm bảo sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của nữ giới ở Afghanistan. Nhiều cuộc biểu tình phản đối đã nổ ra. Một ngày sau khi lệnh cấm được công bố, hàng chục phụ nữ đã tuần hành gần trường đại học Kabul. Họ hô vang, giáo dục là quyền của chúng tôi, các trường đại học nên mở cửa. Ở những nơi khác, tại thành phố Herat phía Tây, video cho thấy Taliban xịt vòi rồng vào người biểu tình. Lệnh cấm phụ nữ học đại học là đòn giáng mới nhất vào quyền của phụ nữ ở Afghanistan. Trước đó, các bé gái đã bị cấm đến trường trung học. Cô Bakshi bày tỏ sự lo lắng về tương lai của phụ nữ Afghanistan dưới chế độ Taliban và mong muốn cộng đồng quốc tế nỗ lực hơn nữa để hỗ trợ hoàn cảnh của họ. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng bỏ rơi và lãng quên phụ nữ Afghanistan, không được trừng phạt, tù đầy phụ nữ Afghanistan. Khi nói về dân quyền, xin hãy ủng hộ họ và đừng bỏ rơi họ. Bốn nhóm viện trợ lớn bao gồm Save the Children and Care International đã ngừng hoạt động tại Afghanistan. Tổ chức này cho biết họ không thể tiếp tục các chương trình tiếp cận hàng triệu người Afghanistan mà không có nhân viên nữ. Điều này xảy ra trong bối cảnh Liên Hiệp Quốc cảnh báo 2/3 dân số Afghanistan cần viện trợ để sống còn và 20 triệu người phải đối mặt với nạn đói. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.